Không thấy. Ui. Nó ngon, quê nó đấy. ngon. Nhìn cái mặt đó. Nhìn cái mặt sâu vãi ạ. À. Về về. Mặt phê thịt. Mặt phê thịt gà. Hôm nay ăn ý rồi. Quạt đi cho nó vàng bạn. Đây quạt làm gì nó cháy rồi này. Sao để thấp thế này, ở trong vẫn không sống đấy. Nhưng mà không để cao rồi, không có gì kê. Nướng hai xiên phát thôi. Nghiệp mà phát ba xiên này, hai xiên là cái gì? Ăn sấp ba này, ai nuôi được? Em tự nuôi em. Vãi cả xiên xúc xích đi, xiên xiên đầy đầy cả kia thì nướng kiểu gì? Mấy xiên kiểu đấy thì nướng kiểu gì? Cái đầu cơ, cái đầu cơ. Đấy rồi. Em lại em xiên được, anh gọi em cụ. Rồi cả thấp này tí nó cháy làm gì, thì nó kịp chín. Nhưng cao cao lên. Không bị cháy hết thịt rồi. Bỏ hai cái ngoài các bạn, hai bên trên cho nó. Cái đấy không ai nướng hộ em được đâu. Không. Nó tự nướng, không phải của em đâu. Có ai, Đình à? Của Đình ấy. Thu Thiển. Nào, nhìn cái xiên thô thiển. Chán ấy cả lên đầu ấy. Cái đấy tao để đấy đấy. Thôi. Nhìn người biết. Sắp ăn rồi, lợn sắp ăn rồi. Thịt lợn. Thịt lợn. Thịt lợn. Thì mình ăn thịt lợn tiếp. Mình ăn hết thịt lợn, mình ăn thịt gà nhỉ. Thế để cho em ăn mấy xiên không xiên. Hả? Mày ăn thịt Thái Nguyên một thắc, hôm sau mày có người yêu luôn. Tao không cần có người yêu, hiểu chưa? Không, mày nói yêu. Đình đi thầy. Vì nhau vui mà cứ nhắc người yêu là mình mất vui rồi nhá. Đi nhá. Không cần nhắc người yêu, mày ăn đâu, mày làm đâu Thái Nguyên. Thì nhắc được một thế định đòi làm rể à? Em thì chỉ có rể thôi, em không có dâu đâu, không làm dâu đâu. Anh được. Để anh đi chuyển giới. Thật không? Ồ, đang muốn ở rể mà không ai cho ở, nhưng mà đợi anh được 5 năm không? Hoa kìa. Hoa. Để áo hết mặt rồi nhỉ? Lên hạ răng ở rể được nhỉ? Được. Hoa thì anh chăm hộ rồi. Nhà mặt phố bố làm to đủ điều kiện rồi. Thả ra thôi, ta chỉ mở quầy nước thôi, kiểu gì mà nó trở lên nhiều. Làm nhà nghỉ. Không ai đi chỉ nhìn nghĩ thôi. Giờ nhìn fake fake cũng đẹp hết đấy rồi. Đây. Không phải dựa dẫm một con gà thì nhá, tí ra quay thì kiểu gì cũng đổ hết. Bắc sang bên này nữa đi. Dàn than sang. Thì để sao ăn được rồi. Đây. Nhiêu một xoài đi Nhi ơi. Thì điện thoại nổ bộp phát thì phải cả nước. Lấy gì đấy? Lấy nước. Ôi sao nó chảy hết ra ngoài rồi bạn? Như kiểu đang ấy nhỉ? Ấy à.
anh chưa biết chưa ấy bao giờ, không biết là ấy là cái gì. Vãi á đù thế đút tầm mồm đấy. Ý mày ăn đấy phải tao đâu, tao biết mà, như thế đấy mày. Không khéo vừa đi làm mụn về rồi cũng lên. Mày cứ đi nói xấu tao đi, tao không nói xấu mày đâu mày. Hai bạn fake rồi, suốt ngày chửi nhau. Nhìn Nhập ngồi ở mông rồi. Mông bẩn hết rồi. Đấy, quần ngồi xuống rồi đó. Ờ. Chân, biết đâu em bẩn. Này, nhìn xem vào đâu. Đâu. Không, em sạch lắm. Không, mông hoa không sao cả. Bắt này có khi chín thì chén luôn thôi. Đây, ở đây. Để cho ít người đi. Để rẻ cho, để bên đây vớt đổ đấy. Hả? Có chứ. Tiết gà. Cái từ đã tí nó bật sau. Bỏ ra trong nướng 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 cả con đó bạn. Hay như nào? Không, cho xem nó chín chưa, chín nó sẽ ăn luôn. À. Bóp nước mà, tự nhiên nó có ra. Hả? Mị uống bia không em? Em biết bia rượu. Thật đấy. Chỉ uống nước ngọt thôi, thật chứ buồn gì. Chọc không mút. Chọc mút. Liếm thử ngọt không? Có nghệ gì không? Có nghệ. Nước chắc thịt chưa vào trong rồi. Nước vàng rồi. Đầy nước bạn ơi. Chín chưa bạn? Cầm thử con dao cắt thử ra rồi. Ui, chặt tận xương rồi. Chưa chín anh ạ. Chín rồi. Chưa. Đảm bảo là chưa chín luôn. Cầm con dao cắt ở cái đùi bạn. Cầm con dao. Chín đâu mà ăn. Chín dưới. Bỏ bỏ. Thì bảo chưa chín đi. Chín rồi. Trời Mỹ nướng từng. Bạn ơi, để nguyên cả cái bạt cả cái đấy không, bắt đầu để bỏ gà ra. Ừ. Để lên một viên đá đã. Bắt cái gì đâu. Viên đá Trung Hoa này đứng rồi này. Đây viên đá này được này, ngồi đủ rồi. Ờ đây. Bởi rút nào được con gà ra. Bạn cầm gà đi, đưa cây tôi rút cho. Đặt lên trên này nhé. Cô bằng bằng ấy. Nhớ hết được. Để mà xé luôn bạn nhỉ. Ôi. Con dao. Dao thứ sắc lắm. Sắc lắm à? Dao mới đấy. Tôi nghĩ lấy con dao kia sắc hơn à? Con dao to này. Cái đấy bẻ ra được các bạn, cái đấy mềm mà. Rồi, Nghiệp ơi. Ăn gà em ơi. Ôi Nghiệp, Nghiệp đã làm xiên rồi kìa. Hay là còn có xiên này để ăn ủi. Ê, trong này toàn cỏ ấy bạn ạ. Cỏ à? Ừ. Không nên ăn. Thế thì Nghiệp không ăn rồi, Mỹ không ăn rồi. Đâu, em bảo Dương bảo toàn cỏ thôi, Dương đừng ăn. Sao bận nhạc nữa hả? Từ từ, tí bật, đang bận. Em không được ăn, em chụp làm gì? Em chụp em khoe. Em chụp để nhìn, về nhìn cho đỡ thèm. Mấy con tao bẩn kinh lắm à? Sao thế nhở? Sao có ai bị sao tao bị kinh lắm? Đấy gì luôn hả mày? Ghê lắm à? Chết mày nói ghê ta. Uầy. Mày tên ông ra tao chụp cho xem.
cầm đó. Không, sáng nay không mua lấy, không lấy đầu anh em. Cứ để xé đi bạn. Thái như thế tí không biết chia của gì đâu. Ai ăn thì xé. Ngoạc cái mồm mà ăn. Ngon, nó ngon. Nó ngọt. Ngọt. Chén đây, chén đây. Đi. Hả? Bị ăn. Không ăn thôi. Bị ăn chứ. Ô Mỹ không ăn chứ. Lấy cả cái cánh cục củ cánh rồi em. Không đấy. Ngon thì. Không được ngồi à. Em lên ngồi đây anh đứng. Anh ngồi đấy. Anh ngồi trên này anh đứng dưới. Lên 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 lên. Ăn miếng. Ăn ăn wow. Nhà, ăn lợn nữa hả? Mỹ ơi. Ăn không em? Đây. Thế nào? Này mà nãy bảo chưa chín đấy. Sao ấy? Nó ngọt. Nó ngậy. Nó cay, nó béo. Gà ngon lắm. Nước này. Nó bỏ hút hết. Nó bỏ hút đi. Bạn Dương mà ăn một miếng thần thái rồi chết à? Nhớ bây, nhớ bây. Xem cái ánh lên nhá. Vừa ra xem rồi. Không thấy. Ui. Nó ngon. Về nó ngon. Nhìn cái mặt. Nhìn cái mặt sâu vãi à. Phê. Phê phê. Mặt phê thịt. Mặt phê thịt gà. Hôm nay ăn đi. Vốt đi. Vốt vừa tầm đúng không? Chưa tầm. Nó khỏi rồi mà. 2 tháng. Ừ. 2 tháng á. Tao tháng. Ăn suốt gì cũng chẳng mày đau. Mày không kiêng thì sau này mày đau thôi. Không đau đâu. Cầm cái này này. Đây không? Nhớ mày. Sáng không á. Tao có cà hồng tay em mỡ chết. Bú đi bạn. Bú đi á. Ừ. Ôi cái miếng này ăn miếng này cho đỡ ngấy nhá. Sáng tao nhìn vẫn như kiểu là chưa sáng. Ui. Nó ngon. Phải lấy lưỡi đá đá. Lấy lưỡi đá đá. Đá ra ngay bên, đá vào giữa. Lại. Con mà. Ra đâu cũng được. Dạ, ăn miếng xong lên lấy thì sao? Ngấy lắm mẹ, đủ đùa. Thế nào ngấy không? Ui dù. Từ ngày lắm rồi bạn. Ô cái này vừa để mỡ xong lại cho nước vào để uống. Nào. Bẩn vãi. Em lên định uống ấy. Mà vẫn ngon mà. Chán rồi. Không sao cả. Ngoài còn mỡ. chịu mấy thằng thổ dân này. Bạn ơi. Bạn bù nước này đi xong rồi. Xong rồi lấy luôn để Coca anh em mình uống. Cắt đi. Hả? Ừ phải cắt đi. Để nướng đi. Thôi qua chỗ khác đi, giờ uống nước không cần đâu. Chị ăn đi. Ăn mãi hết con gà sợ thật đấy. Chưa hết à? Mỹ ăn miếng thần thái như thế nào? Nó hết thịt tí đi ngập rồi. Rồi không quay nữa rồi.